Cháu. Chào cháu. Chào cháu. Cô và bà đến thăm người thân là quân nhân trong đơn vị cháu ấy. Bà và cô là bà nội và cô ruột của đồng chí Trần Đình Hiếu đúng không ạ? Đúng rồi. Sao cháu biết? Cháu nhận lệnh của đại đội trưởng đón bà và cô ạ. Quý hóa quá. Cảm ơn cháu nhé. Mời bà và cô đăng ký với sổ trực ban ạ. Ừ, đi mẹ. Lính hải quân đẹp trai quá. Nhưng mặt sao thế kia? Sao đây? Hôm qua rèn luyện thể chất, không may cháu va phải một đồng đội ạ. Này, thằng Hiếu nhà bà ấy, nó cũng đẹp trai như cháu ấy á. Nhưng mà nó thông minh lắm cơ. Thế cháu có thân với nó không? Cháu thì cùng tiểu đội với Hiếu, cũng cùng phòng luôn ạ. Thế à? Duyên thế à? Vâng ạ. Thế cháu tên là gì? Dạ, cháu là Thái ạ. Thế à? Cô để cháu xách cho ạ. Cảm ơn cháu. Hiếu nhà bà ấy, nó có đồng đội như thế này thì bà yên tâm quá rồi. Nó có nghịch ngợm không hả cháu? Dạ, Hiếu thì học giỏi, các môn thể chất cũng rất là vượt trội ạ. Hiếu nhà bà nó thông minh lắm mà. Nhưng Hiếu động, nghịch ngợm và hay phá đám lắm. Ồ, hay. Chứ sao tôi đang nói chị đang chen ngang vào mồm tôi thế? Bà cứ bênh cháu bà chậm chạp ý. Con phải hỏi để xem nếu có vấn đề gì mình còn uốn nắn kịp thời chứ cháu nhỉ. Vâng ạ. Này, ở đây nó có bắt nạt ai không? Ồ hay, ở quân đội thích bắt nạt ai là bắt nạt được à? Thế nó có bị ai bắt nạt không? Thật ra thì bạn ấy cũng hiếu động, cũng năng động ạ, cũng vui vẻ hòa đồng. Thế nên là cũng không ai bắt nạt được bạn ấy. Cô! Yeah. Thằng cháu của bà đây rồi! Thằng cháu con của bà đây rồi! Chạy đâu mà vội thế, ngã thế làm sao? Cháu thấy bà mẹ cô lên chơi cháu vui quá đấy. Cô ạ. Còn cún con gì nữa, lớn đùng rồi đây này. Trông chững chạc ra phết đấy. Mẹ nhỉ. Bà ơi bà, hôm nay cháu được nghỉ hẳn cả một ngày để cháu tiếp bà mẹ tiếp cô nhá. Đi bà ơi. Sao thế? Bà cô không xách quà cho cháu. Bao nhiêu cái kìa. Bà mua cả chợ đây này. À, bà với cô xách cho cháu nhiều quà thế ạ? Đi, đi cô ơi, đi bà. Đi cháu. Thái ơi. Ơ cái thằng này, không chào bà với chào cô tao à? Cháu chào bà, cháu chào cô ạ. Chào cháu. Chào cháu. Bà ơi bà, đây là Hoàng, bạn thân của cháu đấy ạ. Thế à? Vâng. Xách của tao. Đi bà ơi, đi cô. Đi. Đi. Đi ơ kìa. Khang trang quá cháu nhỉ. Dạ. Trồng được nhiều loại rau nhỉ. Rau tốt thế. Vâng ạ. Trong ngày chúng cháu tăng gia trồng được hết các loại rau luôn. Kể cả chăn nuôi, trâu, bò, lợn, gà. Còn gì chúng cháu cũng tăng gia luôn được hết. Tự làm á? Vâng. Mai này nhá, cháu về, cháu sẽ trình diễn cho bà xem. Trong ngày chúng cháu làm được hết mọi thứ. Rửa bát, quét nhà, rồi là trồng rau. Việc gì chúng cháu tự làm được hết. Sau này Hiếu nó về, nhà tắm về về à? Đồng chí Hoàng! Không có! Ôi, đồng chí căng ấy! Không à? Tí bà nó về tôi lại phục hồi nguyên trạng được chưa? Ý! Mẹ ơi! Đây có cái bảng tin giống như là hồi bao cấp ở dưới quê mẹ này. Dạ thôi mẹ, cô ơi. Mẹ có cơ hội nghỉ đây một chút. Thế đi. Ngồi đây nghỉ tí cô nhá. Cô ơi cô, để cháu đưa bà về cô ở trong phòng nhá. Bọn bạn cùng phòng cháu chúng nó mong quà quá rồi bà. Đi bà đi. Thế thôi đi đi con ơi. Đồng chí Trần Đình Hiếu. Thế được khen à?
đẩy bạn xuống ao, gây mất đoàn kết trong đơn vị. Này, thế à? Này, điểm yếu đây này. Đâu, cô nhìn nhầm rồi kìa. Trần Đình Hiên. Ôi, Hiên, trùng họ với cả đệm thôi. Trời ơi, con lại đang tưởng thằng Hiếu nhà mình thì đúng là mất công mẹ con mình đi từ xa đến đây đấy. Cứ bộp chà bộp chộp, ngần ấy tuổi rồi mà làm bà hết cả hồn. Vâng, cô ấy nói thế nào ấy chứ, người ta tha không đẩy cháu xuống ao thì thôi, cháu làm sao mà đẩy được người ta xuống ao, bà nhờ. Ừ. Ôi trời, cô lại trả lạ mày quá. Ừ. Thế sao lại cái thành kiến với cháu thế? Ở môi trường này nó phải khác chứ cháu nhở, phải tiến bộ chứ này. Vâng, nhất định là thế chứ bà. Này, ông sợ à? Sao lại không? Sao mà làm? Vì thằng Hiếu nó luôn giúp đỡ tôi. Nó không thích bắt nạt những thằng yếu, chỉ thích hơn thua với những thằng mạnh, hay mạnh hơn nó thôi. Ý ông là tôi mạnh hơn thằng Hiếu ấy à? Hả? Chắc thế. Với lại, ngay từ hôm mới vào đây, tôi thấy nó chăm sóc đàn gà. Mà một thằng nâng niu đàn gà con như thế, không phải thằng vứt đi. Nó biết làm sao đấy? Newcastle. Là sao? Newcastle là gà dù. Là gà bị dù ấy. Bình tĩnh. Ngoan. Nhẹ thôi, phải vuốt nó trước đã. Thơm đấy, xin mời anh. Ăn đút lót rồi nhá. Một lần rồi nhá. Ngon đấy. Không quả nữa nhá. Này, lúc nãy ông có nói gì với bà cả cô tôi không? Tôi nói nhiều lần rồi, tôi nhắc lại nhá, tôi không phải là thằng ML, ok? Thật ra tôi chưa bao giờ muốn đối đầu với ông cả, cũng không muốn đối đầu với ai cả. Ông không thích tôi, có thể vì ông quá giống tôi ngày trước thôi. Ông Thiếu. Có. Sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Cháu ơi. Bà cáo đội trưởng, hôm nay tôi được nghỉ ạ. Nhiệm vụ đột xuất. Đồng chí đưa bà với lại cô đi thăm nơi ăn ở và sinh hoạt của đơn vị. Rõ chưa? Rõ. Cảm ơn cháu. Dạ. Nguyên. Chúng cháu chào bà, chào cô ạ. Bà chào các cháu. Cô chào các cháu. Bà đến đây nhìn thấy các cháu như thế này mà chỗ ăn chỗ ở thì gọn gàng, chỉnh chu ngăn nắp. Ôi trời ơi, bà mừng lắm. Bà yên tâm cho thằng Hiếu nhà bà lắm rồi. Dạ, bà cứ yên tâm ạ. Chúng cháu chỉ mong bà và cô lên đây thật thường xuyên để chúng cháu có thật nhiều quà nữa ạ. Thì cô đi chia quà cho các cháu đi. Đây đây, quà đây. Nào, cháu chia cùng cô. Nhiều chia cùng cô. Nào đây. Vâng ạ. Nào, quà đây. Quà đây. Quà đây. Thái này. Dạ. Lúc mới đến đây ấy, bà nhìn thấy cháu bà cứ thấy quen quen. Bây giờ bà mới nghĩ ra là cháu rất giống anh Trung. Mà anh của Hiếu đây này, anh ấy cũng đàng hoàng, chững chạc mà rất là nghiêm chỉnh ấy. Giống lắm cơ. Dạ vâng, đúng rồi bà. Thế nên cháu mới không ưa đấy. Sao?
sao lại thế? Thì bà ơi bà, 1, 2, bà ơi bà, cháu yêu bà lắm, tóc bà trắng, bà trắng như mây, cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay, khi cháu vâng lời cháu có quà ngay. Thế cháu không ngủ chưa à? Chào cho bà, cháu đang tranh thủ học bài. Sao bà không nghỉ đi cho đỡ mệt ạ? Không hiểu sao mà xuống đến đây, bà nhìn thấy các cháu, bà vui lắm. Bà chả buồn ngủ gì cả. Bà ngồi đi cho mát ạ. Bà ngồi đi. Thái này. Dạ. Bà xin lỗi cháu nhá. Sao bà lại xin lỗi cháu ạ? Bà biết cháu với Hiếu cũng không hòa hợp mấy, thế mà cháu vẫn đối tốt với nó. Cháu chỉ hành xử theo phép thông thường thôi bà ạ. Bà biết cháu là đứa trẻ ngoan, là chiến sĩ giỏi. Hiếu nhà bà thì nó còn nhiều thiếu sót lắm. Cháu bao dung và chỉ bảo cho bạn với nhá. Dạ, bà yên tâm ạ. Bà cảm ơn cháu.